ở đây à, ở đây có này phải đón qua mà đứng nhau rồi ok chưa hở ra nó bị cắn cái tường á, nó cắn cái tường nè. Thì đó từng em chưa được làm ở đây chú mình xe đi chỉ sửa qua lại xử lý xong rồi là anh ôm lại cái này đem lấy cái lưỡi mày em rà nó lại cái này lưỡi chỉ hơi cọ anh mày nó lại mày rập cái rong rồi mình đi lên tay anh vừa đã bị lần nữa toàn là không toàn gạch đó nó bị lỗi á. Lần sau chú ý lại. Dạ dạ. Ở đây coi lỗi sửa nè ông nội ơi. Coi lỗi sửa kìa. Cùng cố lên đi này à. Ủa cái viên nó bị gì vậy? Nó bị cắn cái đường á, đập vô đó không nổi. Đập vô không nổi. Cái này cả cái thừa chuẩn không? Dạ, cái viên nó bị nguyên. Nguyên. Cái đầu ấy đường đây em đo cái thước vô rồi cái đầu nó bị cắn. À, sao rồi ông lừa? Ở dưới được, ở dưới được nhưng mà lên cho nó cắn cái đường. Cái này ba viên tiêu không được. Ai chỉ là ngã đường phải không? Ngã đường hay là sao? Còn cái tường này, cái tường này là phải thẳng. Đúng rồi. Nhưng mà cái tường bay cái tường của mình đó nó bị ngã ra em lấy vô lấy em đóng mỏng thôi thì có kêu mỏng xíu xíu được không kêu mỏng xíu xíu được không kêu à ở đây có ở đây không đâu có bên này không đâu đầu này nó cắn rồi kia nó cắn con phải đi dùng à, còn cái nào con cắn là làm đẹp chi cho anh đúng không đấy đây tại cái này nó cắn không vô xác rồi quá trời luôn đôi tay như là cầm kìa ha dạ dạ đó mới làm mà hả? Mới làm á mới làm lát nó qua đi xin mới ấp xong con này làm tổ. Tại cái này biết sao mới làm xong mà. Mới ấp xong mới lắc qua em vệ sinh mà. Chưa.
đó chính xác. Cho mình đi thử cái đâu, mua cái xài ta. Mình đi thử á. Nó vô ra số đó. Chơi hả? Tân ơi, kêu là Tân. Phải không? Xin cái này là mò lý rưỡi phải không? Đi gửi. À, mò lý rưỡi. Ở tay à, ở tay. Gửi ra mò lý rưỡi. Nó rà lại thôi. Rà lại hết tao. Đi gửi rồi. Đường đó đường cát mà cát. Có hai mẹ cửa chưa? Có hai mẹ. Hai mẹ cửa còn chưa? Có cửa chưa? Cho anh xin chưa? Có một bên kia cửa là cửa. Qua mặt hay là không qua mặt? Qua mặt.